Chào các bạn, video này mình sẽ review về ICO là ICO Crypto Grand. ICO này hiện tại có trong web chính thức của mình cryptogrand.io. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web để tìm hiểu thêm thông tin về dự án của chúng tôi. Trên trang web của chúng tôi có giới thiệu về tính năng, đặc điểm, ưu điểm, bán thẻ cho câu hỏi thường gặp, bản white paper và tiền thưởng. Với dịch vụ tích lũy tự động, mọi người đều có khả năng để tạo ra tương lai của riêng mình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ tích lũy tự động tại đây. Và hiện tại chương trình giảm giá đang có bonus 10% và sẽ kết thúc trong vòng 2 ngày và 2 giờ tới. Các bạn có thể click tại đây để mua ngay mã thông báo để được bonus 10%. Và việc thu trên giao dịch riêng tư thì hiện tại có mức spot cạp là 2.100.000 và hot cạp là 12.750.000 đô. Và hiện tại thu được trên giao dịch riêng tư là 518.000 đô. Được thu nhập cho tới ngày hôm nay là 1.794.327 đô. Chúng tôi đang ở trong các trang thông tin xã hội như là Facebook, Telegram, YouTube. Các bạn có thể để lại địa chỉ email của mình ở đây và tiếp tục theo dõi thì chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất về ICO Telegram cho các bạn. Đây là video chúng tôi giới thiệu về cách thức hoạt động của dự án. Các bạn có thể tải và tích lũy để xem. Cryptogram là dịch vụ tích lũy nhanh, tiết kiệm và tăng quỹ giống như chưa từng có trước đây. Mỗi ngày thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn sẽ tự động chuyển khoản tiết kiệm của mình sang ví điện tử. Tất cả các quỹ được liệt kê sẽ được chuyển sang dịch vụ Cryptogram. Các giai đoạn bán mã thông báo thì đây gồm có 6 giai đoạn. Mình đã qua 2 giai đoạn thì hiện tại đang ở giai đoạn thứ 3 với mức tiền thưởng 1% ạ. Sang giai đoạn thứ 4 5%. Tiền thưởng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Giai đoạn thứ 5 sẽ có chỉ có 3% tiền thưởng từ ngày 18 đến ngày 18 tháng 8. Giai đoạn thứ 6 thì sẽ xong vào tiền thưởng thì sẽ từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 8 ạ. Các bạn có thể thích ngay tại đây để mua mã thông báo trong giai đoạn 3 hiện tại. Hay sao lại vào tiền điện tử? Hãy tưởng tượng bạn đang đầu tư vào tiền điện tử phổ biến nhất là Bitcoin và sẽ kiếm được thu nhập gì hôm nay. Các bạn có thể tính toán khi các bạn đầu tư vào 4.000 vào tháng riêng nha, các bạn có thể tính toán đây sẽ ra thu nhập của các bạn và thời hạn đầu tư. Nó rất dễ dàng với tiết kiệm và kiếm tiền. Thứ nhất, trong quá trình mua sắm làm tròn giao dịch khi mua sắm các cửa hàng và cửa hàng tự động đầu tư sẽ khác biệt và tài khoản cá nhân. Khi gửi thẻ làm tròn các giao dịch khi gửi một thẻ chuyển tiền đến các tự động đầu tư sẽ khác biệt và tài khoản cá nhân. Chuyển tiền thường xuyên, thực hiện chuyển khoản cố định vào tài khoản của bạn hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Khi gửi tiền vào tài khoản đầu tư, tiền thu được tài khoản cá nhân. Đây là hình ảnh giao thức của thẻ với Cryptogram. Bạn có thể rút tiền vào thẻ ghi nợ và thẻ hàng từ Cryptogram, tiết kiệm tiền trong dịch vụ và yêu cầu rút tiền trên toàn thế giới, mua hàng miễn phí tại các cửa hàng, nhận tiền trực tiếp vào thẻ. Bạn sẽ không cần bất kỳ kiến thức kinh tế hoặc tài chính trị đặc biệt nào khác. Do chuyển tiền không nói về sự giàu có của bạn đang gia tăng, có thể tổ chức gửi tiền với các loại tiền tệ và tiền điện tử fiat, thực hiện bất kỳ hoạt động nào về gửi tiền và rút tiền, trao đổi fiat hay tiền điện tử ngược lại. Nhóm chuyên gia phát triển và hỗ trợ dịch vụ. Và đây là giao diện trên ứng dụng di động. Người dùng có thể liên kết thẻ di động hoặc thẻ ghi nợ đối với ứng dụng, sau đó thực hiện một vài lần nhất để chọn cách đầu tư của tài khoản cá nhân. Các bạn có thể tải về ứng dụng cho bằng Android các kết ở đây. Còn đây là ứng dụng trên web, các bạn có thể tải và giới thiệu ở đây. Tiếp theo về ưu điểm thì dành cho nhà đầu tư, tiền thưởng từ lợi nhuận dòng từ các giao dịch tất cả người đến dịch vụ, tiền thưởng từ các phí đăng ký tất cả người đến dịch vụ, lợi nhuận do sự tăng trưởng của tỷ lệ tiền điện tử
tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được nhận dưới dạng lãi suất. Tuy nhiên người dùng tiền thưởng từ các giao dịch người dùng được đưa vào dịch vụ, tiền thưởng từ các phí đăng ký được dùng để đưa vào dịch vụ, tiền thưởng từ các khoản vay được người dùng đưa vào dịch vụ, tiền lợi nhuận từ sự tăng trưởng của các quỹ đầu tư và tài sản chứng khoán. Các nền tảng về mảng web bây giờ tại đây là những thông tin về dự án của tôi. Và đây là lộ trình phát triển của dự án của tôi được đưa ra hình thành lập từ năm 2017 cho đến tại năm 2018 tôi đã đưa ra các giai đoạn phase ICO và chúng tôi đã có các kế hoạch phát triển cho năm 2019 cho đến hết năm 2019. Tiếp theo về chi tiết của mã thông báo, các bạn có thể thấy với tên chính thức là CRR và với một CRR bằng 1 đô có cái tiền thưởng. Với cấu trúc ICO thì là mức tiền thưởng đang được giảm dần từ ngày từ sau 10 ngày từ 6 giai đoạn và trong đó không chia 75% cho nhà đầu tư, 15% cho người chứng nhận, 5% cho người lợi và 52% cho tiền thưởng phân phối. Và đây là các thành viên trong đội phát triển của chúng tôi. Các bạn có thể xem các thành viên khác ở đây. Đây là các thành viên trong đội cố vấn và đây là khối pháp của chúng tôi như là Amphatex, PNC, Chess, Chess, vân vân. Và hãy giữ liên lạc chúng tôi các thể để chuyên môn của mình cùng theo dõi. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn những cập nhật mới nhất về mã thông báo cũng như về sự phát triển của SEO Fit Program các bạn. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.